Hãy tiếp với các bác một chiếc của Seiko nữa. Chiếc này bên em săn được một chiếc, hàng chưa dùng các bác nhé, hàng thanh lý chưa dùng, tuột hết siêu rồi. Có đầy đủ hộp sổ thẻ bảo hành quốc tế đi kèm. Chiếc này là SARV001. 01 vết xước này. Thiếu mấy mấy cái siêu thôi. Size ở đây nó khoảng tầm 42 và độ dày là 11,7. Lắc to lắc là 51,5. Nó sẽ hợp với các bác tay to, khoảng tầm từ 16 trở lên là đeo chiếc này sẽ đẹp. Mặt dial màu trắng. Vân chảy tia. Ba kim hai lịch, cơ tự động automatic này. Made in Japan và tên bộ máy 4R36. Mặt kính khoáng cứng chống xước. Có đầy đủ dạ quang. Có lịch ngày lịch thứ. Và núm chỉnh giờ thì sẽ không có logo. Mặt sau lộ đáy các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy bộ máy ở bên trong. Bản nhật nội địa made in Japan. Chống nước 100m. Tắm giặt đi mưa rửa tay thoải mái. Thậm chí bơi biển vô tư các bác nhé. Đó. Thân thép không gỉ, máy 4R36, có cót tay và có dương kim dây, 41 giờ tích cót, dây thép đúc đặc. Em sẽ lên thử trên tay 17. Chiếc này là các bác ta cổ tay to, 16 là đeo sẽ đẹp, 16 trở lên, size 42, như tay em nó là tay 17. Hàng trưng bày chưa dùng. Thanh lý chỉ có một chiếc thôi các bác nhé. 4.950.000. Mã 5627. 4.950.000 cho chiếc này.